Hi, xin chào các bạn. Thanh xuân như một tách trà. Nếu mà thanh xuân mà chúng ta không nuôi sóc thì thật là phí phải không các bạn? Bây giờ thì đã đến giờ đút sữa cho sóc rồi nha các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đút sữa cho các bé sóc mới mở mắt, mới về tại U Pet Shop các bạn. Đây, các bé này mới về, hầu như là chưa có uống sữa gì hết, bởi vì hầu như là nó mới được tách từ mẹ nó, nên chúng ta muốn cho uống sữa gì cũng được. Ở shop thì sẽ dùng một loại sữa, đó là sữa dành cho chó mèo thôi, sữa non. Đây, sữa đã được pha để nguội và đút cho các bé uống. Cái đút là chúng ta sẽ xài một cái cây đút sữa giống như trên hình đây, nhỏ từng giọt vô miệng của bé nhé. Đây, chúng ta nhớ là nhỏ chậm thôi. Có thể đây là lần đầu các bé uống sữa nên nó sẽ chưa thích uống lắm, nó sẽ còn khó chịu. Vài giọt đầu nó sẽ quen, sau đó nó sẽ uống. Đút sữa cho sóc thì chúng ta phải nhẫn nại từ từ, không thể gấp được. Bởi vì nếu chúng ta gấp thì sữa nó sẽ bị trào lên trên mũi của bé nha các bạn. Đấy. Mới mở mắt mà sao còn nhoi quá vậy, không biết đi lông tung rồi. Vô mấy đứa, tụi nó rất là quấn mà cũng ham chơi quậy phá lắm nha các bạn, nên cho phải bỏ lòng. Mà chúng ta sẽ đút từng bé một. Đấy, khi đút xong thì các bạn nhớ là sẽ lau miệng mũi cho nó nha. Đây, chúng ta bây giờ mới chỉ đút khoảng được một ống thôi, bé này là bé đực. Chúng mình là đút một bé mà sóc mình là no luôn á thì sẽ mất khoảng tầm 5 phút gần như các bạn. Đấy, các bạn nuôi có một hai bé sóc thì chăm nó không sao, chứ bên shop có lần mà vô mùa sóc lấy gần cả chục bé, một lần đút nhanh lắm là mất một tiếng đồng hồ, mà một ngày sẽ phải đút 3 lần nó mới tốt được, cứ sáng trưa chiều vậy đó, có khi kỹ là tối nữa. Chúng ta cứ phải nhỏ từ từ như vậy cho bé uống. Đấy, do nhiều bé quá nên chúng ta sẽ thay đổi liên tục, cho bé nó uống một bé xong nó nghỉ xuống. Vô đi con, bỏ mà không muốn xuống luôn á là biết cái độ uống nó uống cỡ nào rồi đó. Hay các bạn đợi xíu nha, mình có lấy cái điện thoại. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục với một bé khác nhé. Đây, bé này bé cái. Hồi nãy là mình đã đút một bé đực rồi, thì bé này là bé cái nha. Nhìn là biết nó không có con kêu. Đó, là bé cái. Chúng ta cũng tiếp tục tiếp cận với bé này. Đây là lần đầu bé uống sữa. Cái bé nào mà lần đầu uống sữa là nó vậy á, nó cứ phải mồi cho nó, cho nó quen. Còn mấy lần sau thì đút dễ hơn, tại nó biết là đây là cái cây đút sữa, biết là mình sẽ là chủ của nó, mình chăm cho nó. Từ cái size này chăm đi thì các bạn sẽ đỡ an toàn, là nó đã mở mắt thì nó sẽ khỏe hơn. Cái bé chưa mở mắt đề kháng tất nhiên là tốt hơn, ít bị sổ mũi nè, ít bị tiêu chảy, ăn uống thì cũng sẽ khỏe. Các bạn đút cỡ này thì tầm khoảng 3-4 bữa, có khi cả tuần. Rồi các bạn bắt đầu bỏ chuối vô cho tụi nó tập cạp cạp chuối, mình sẽ khỏe hơn nhiều. Còn bạn nào có điều kiện ảnh đổi thì cứ đút, nhưng mà có điều là đút hoài thì tới lớn luôn các bé nó cũng sẽ vẫn thích uống sữa hơn là ăn trái cây nha. Tại vì sữa là cái loại mà là nước dinh dưỡng, dầu dinh dưỡng nè, ngọt ngọt nè. Đấy, các bạn nhớ một điều là mình có thể sử dụng sữa Vinamilk, TH Chumil, sữa Bét Lắc là chuyên dành cho chó mèo, cái sữa đó hơi mắc, một hũ lên mấy trăm ngàn lận. Hoặc là sữa dành cho Bio cũng dành cho chó mèo và tới tầm khoảng 40-50 ngàn thôi. Đó, nhưng mà mình xài sữa nào thì mình nên xài một loại sữa thôi, để mà tránh các bé bị sốc thay đổi sữa liên tục, dễ bị tiêu chảy nha.
Đấy, bé này cũng là một bé mới uống nữa, chúng ta phải tiếp cận từ từ. Bé này có vẻ khó chịu này. Đấy. Nếu như mà chưa ưng, cái bé kia hầu như là nếm một lần là đã ưng. Đấy. Mấy bé sáu có khi mới về nó sẽ làm biếng ăn uống gì đó, mình cứ đút cầm hơi cho nó từ từ cho nó quen. Có khi là do nó mới tách mẹ, nó cũng còn dưỡng chất của sữa mẹ nó nên nó không có đói, cho nên là nó sẽ làm biếng uống. Cái mình để cho bé đói cái lúc đó mình dễ đút lắm, cách thùng sóc cùng thì cũng đơn giản vậy đó, cứ để cho đói đói rồi sẽ dễ thùng hơn. Chứ cái đám này mà nó no thì nó cũng hơi láo lắm đó, giống như nó có mẹ nó thì nó đâu cần mình. Đấy. Nhìn cái mặt cũng thấy ghét không. Uống đi con, suy nghĩ gì nữa. Đây, nhiều lúc đút cho mà còn phải ép, nó cũng như con nít nha các bạn, có thể nó hay làm biếng lắm, làm biếng ăn làm biếng uống chẳng hạn, thì mình phải đút nhồi vô. Sóc đất thì cũng dễ chăm sóc, là nó thuộc dạng sóc bản địa của Việt Nam, khá là phổ biến, giá rẻ bình dân nè, dễ nuôi dễ chơi, nên được đa số các bạn học sinh sinh viên trẻ em đến người lớn đều nuôi chơi một hai bé cho vui trong nhà. Các bệnh thường gặp ở sóc đất á thì là sổ mũi do cảm lạnh thôi đó, cái đó thì chúng ta có thể khắc phục bằng cách sưởi đèn cho bé vào buổi tối. Mùa này hết bão ở thành phố thì không sao, chứ mấy cái chỗ lạnh như là Đà Lạt hay miền Trung miền Bắc gì mà có bão lụt mưa gió thì các bạn nhớ sưởi đèn nuôi chỗ ấm để tránh sổ mũi cảm nha. Đó. Rồi nếu mà mùa nóng quá thì các bé cũng dễ bị hầm, dẫn đến dễ bị suy hô hấp, cũng có khả năng chết vì sốc nhiệt. Cho nên mùa nóng thì các bạn nhớ để các bé trong nhà, đừng có mang ra ngoài nắng, hay là để trong sân mà nó hầm nó oi quá là cũng dễ chết lắm. Đấy, sốc thì nó đa số nó sẽ sợ lạnh, nó ưa ấm nhưng mà không phải là quá nóng nha các bạn. Cũng có lúc mà là sóc để ở bên ngoài sân nóng quá, cái có mấy chim cú hay là một hai bé sóc cũng nóng quá, sốc nhiệt cũng có chết đó, nên các bạn nhớ lưu ý vấn đề này về nhiệt độ. Về nguồn đồ ăn thì sóc nó sẽ chủ yếu là ăn trái cây, uống sữa, sẽ ăn côn trùng, sâu, dế, quắc quam vân vân, rồi các loại bánh ngọt của người, nước ngọt của người cũng được, nhưng mà chút chút thôi chứ khi mà sóc lớn. Chứ mà sóc còn nhỏ thì các bạn hạn chế, không nên chăn linh tinh, ngoài việc trút sữa ăn chuối ăn táo là chính thôi nha. Đây, sóc có một tập tính rất là khôn là nó nhớ được cái nhà của nó, mà ở Sài Gòn thì nhà nó san sát nhau, hao hao giống nhau quá, chứ còn có mèo nữa sợ nó vồ mất, nên các bạn cũng hạn chế, nên thả nuôi thả, nên nuôi lồng, khi nào mình chơi thì mình nhớ đeo xích vô dắt bé đi chơi là được rồi. Đấy. Chỉ có dưới quê thì ta nuôi thả trên cây được, bởi vì dưới đó bình yên nằm ấm hơn ở trên Sài Gòn nha các bạn. Đây, nãy giờ chúng ta là vừa nói lắp ráp mà chúng ta đã đút sữa được cho bốn bé sóc rồi nha. Mà nó thích mua các bé sóc thì liên hệ với shop nha các bạn. Bao khỏe đẹp quấn chủ nè. Đó. Chút sữa thì nãy giờ mình đã hướng dẫn rồi. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của U Pet Shop để xem các clip hướng dẫn về các bé thú cưng, cách nuôi thú cưng, các bé thú cưng nên có tại shop, cũng như các chương trình khuyến mãi rất là hấp dẫn và đặc biệt của U Pet Shop trong các dịp lễ Tết quan trọng nha. Đấy. Giờ chúng ta sẽ bắt cho bốn bé nữa để trên tay cho các bạn ngắm nhìn và lựa chọn. Đấy, mấy bé này bé nào cũng bám dữ lắm, chứ không có phóng nhát như là sóc, mà là lỡ mà lớn lớn hơi quá lứa quá thì nó tự ăn được, thì hên xui có bé nó hơi nhát nó hơi phóng thì chúng ta hơi mất công thuần thôi,
xa này thì rất an toàn nha. Ok, bây giờ mình sẽ đó chăm cho các bé kỹ hơn. Còn các bạn chần chừ gì mà không liên hệ ngay với shop nha. Ok, xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các tiếp sau nha. Bye bye.